Bạch Thế Tôn, trong tăng đoàn chỉ có một người, một năm trước vẫn còn mang trang sức của tộc Sakya, đó là thầy Devadatta. Con nghĩ thầy Devadatta là người chủ mưu gây ra chuyện này. Thầy nói là do thầy Devadatta làm. Có bằng chứng gì hay không? Thưa không. Vậy thì đừng nghi ngờ thầy ấy. Sự thật không bao giờ bị chôn vùi đâu. Nếu tất cả những việc này đúng do thầy Devadatta đã làm, thì thầy ấy đối với nhu cầu giải thoát tất nhiên cực kỳ mãnh liệt. Nếu thầy Devadatta sanh tâm hổ thẹn, thì nội tâm sẽ chịu đựng mọi sự dày dò và càng mong muốn thoát ra được nỗi đau khổ này. Như trước đây Angulimala có thể hồi sinh làm Ahimsaka, thì cũng phải tin tưởng Devadatta. Con người muốn lột xác, trước tiên cần phải tự giác. No.